giả bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và các bạn ơi, ngày hôm nay mình có một sự kiện vô cùng quan trọng, đó chính là mình sẽ đi ăn sinh nhật cùng với một người bạn các bạn ạ. Mà người bạn này không phải là người bạn lâu rồi của mình đâu, mà người bạn này là người bạn mới quen ở trên mạng các bạn ạ. Mình mới quen được có một hôm thôi mà bạn ấy đã rủ mình đi ăn sinh nhật rồi. Vậy thì trong video ngày hôm nay các bạn hãy đi theo chân mình để xem là đến nhà bạn ấy ăn sinh nhật không có gì nha. Rồi trước khi đi thì các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xem quảng cáo nha. Còn bây giờ chúng ta lên đường thôi. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến một nơi gọi là cực kỳ mới lạ luôn, đó chính là bữa tiệc của một bạn mình mới quen các bạn ạ. Đấy, ngày hôm nay ủ sao nhiều bạn thế này, trời ơi. Chị Mơ. Sao em lại ở đây luôn? Ui giời ơi, em được mời đi ăn sinh nhật đàng hoàng nha. Bạn này, bạn mới quen của em ở trên mạng xã hội luôn. Thế hình như là mình đi ăn sinh nhật cùng nhau hay không á em ạ? Ui giời. Thế này, chị đi ăn sinh nhật chị có quà chưa? Chị có quà rồi, bây giờ là lên xe thôi, còn kịp chuyến đò đây này. Đi lên không? Ok, lên thôi. Sao em không lên được ở đây ơi? Ui, bạn này tổ chức tiệc sinh nhật linh đình luôn chị ạ. Thuê cả xe buýt lên đây cho mọi người đến ăn sinh nhật luôn. Chị sợ thực sự ấy chứ. Thế nhưng mà em quen kiểu gì đấy mà chị tự nhiên lại chị quen cái bạn này, tự nhiên được mời ăn sinh nhật luôn này. Ảo thực sự. Tôi không biết. Tự nhiên bạn ấy nhắn tin cho em mà đến mời em ăn sinh nhật thôi à? Thế là em cứ đến thôi. Thôi được rồi, có cỗ cứ đi thôi các bạn ạ. Đấy ơi, nhà bạn đấy đây rồi chị Bơ ạ. Nhưng mà bố này, tự nhiên có bạn nào dám đứng lên cái đầu đẹp của chị để ăn sinh nhật này. Cái sự đi xuống ngay, dám trèo lên đầu chị Bơ thế à? Thôi, em nghĩ là chúng ta vào thôi. À đây là cái bạn team này, đây ơi. Xin chào các bạn, tôi rất vui vì cái cuộc của các bạn. Ôi, dài quá, chưa kịp đọc kịp. Thế nhưng mà chị có thắc mắc là đến sinh nhật bạn này, sao bạn này lại đội mũ ông già Noel nhỉ? Anh nghĩ phải đội mũ sinh nhật chứ. Thay cái mũ sinh nhật thôi chị ạ, không sao hết. Bây giờ thì chúng ta vào nhà bạn đấy để đi ăn sinh nhật thôi nha. Rồi. Chào mừng các bạn đã vào trong, hãy khám phá. Nhà bạn này xịn đấy nhở. Ui, mở tiệc linh đình luôn, có phòng bếp này. Bún ơi, trong không những thế, hộp quà của chị ở đây này. Hộp quà của chị bé tí màu vàng đây này, đây, đứng cái con mèo ấy. Điêu đấy nhở, nãy em có thấy chị cầm quà đó mà vào trong này đã thấy hộp quà rồi, ảo ma thật sự. Chị phép thế thôi. Đi khám phá chị ơi. Trong này là phòng ngủ, có cả quần áo nè. Wow, phòng của bạn này giường to thực sự luôn. Wow. Giường này ngủ 5 người vẫn còn chỗ luôn đi chứ. Đúng rồi. Tổ chức sinh nhật đi bạn ơi, sao bạn cứ đứng nhảy cá tưng thế này? Ở lâu nhỉ? Rồi bây giờ mới tổ chức cái này. Vừa nói xong cái tổ chức luôn. Những đứa trẻ, các bạn đã sẵn sàng cho những chiếc bánh chưa? Tôi sẵn sàng. Yes, chị vừa bảo yes. Vâng, bánh có vẻ ngon. Chưa được ăn bánh nhưng mà cứ đoán thế đấy các bạn ạ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lấy bánh ở cửa hàng. Ôi, sao lấy ở cửa hàng? Em đặt bánh hay không mà em đi lấy đấy. Cái bạn này đặt bánh chị Bơ ạ. À, hóa ra vậy. Thế bây kỳ giờ... lạ, tôi thấy hơi sợ nha, chị Bơ bảo thế. Tự nhiên là quái lạ. Đáng nhẽ là mời đến đây là phải bánh biết có phải bỏ ra rồi chứ. Ôi, oh my god. Đây là một con quái vật. Con gì đây? Con vai trưởng vào nhà bạn này có quái vật thế này, chạy thôi. Chạy thôi, không chạy được. Trời ơi, chị bị chạy mất. Đi đâu đây, chết rồi. Wow, con quái vật kia nó lao vào luôn rồi. Bịp thật đấy, hay là mình bị bạn đấy lừa rồi. Chạy lên tầng, nhanh lên. Chạy lên tầng. Đi vào đâu? Đường đấy là tầng cụt đấy. Bạn đấy lên tầng là em sẽ nhảy xuống luôn. Chị cũng tính thế đấy, ôi trời ơi. Mình chơi trò gọi là đánh vòng tròn. Ui, bạn đấy telebot được chị ơi, chạy đi. Ôi, chạy xuống bu đời. Ôi trời, em đâu rồi? Ai chưa? Đây là con quái vật ngày sinh nhật. Ui, bạn đấy đuổi chị kinh thực sự luôn đây này. Ôi trời ơi. Em nói thật nhé, cái bạn này tuổi con ngăn con mới rồi được em luôn, thà. Bốc phét ít thôi. Cái gì thế? Cái gì vậy? Chả hiểu nữa, nhưng mà có quái vật nó cứ chạy thôi. Đó có phải một con quái vật không? Nó là quái vật rồi, còn cái con tưởng tượng cái gì nữa. Cái bạn team này đã trở lại rồi đây. Bạn ấy hỏi mình có đói không? Quê đói gì tầm này nữa. Tôi nói thật đây, có quái vật đây này. Có quái vật này bạn ơi. Cái gì đấy? Quái vật không tồn tại, hãy ăn bánh. Thôi được rồi, chúng ta đến đây để ăn sinh nhật mà em. Thôi cứ ăn bánh trước đây em ạ, xong tính sau. Ra đây. Đi vào phòng bếp, lên ghế ngồi anh em ơi. Lên đó. Ghế ngồi. Tất cả vào vị trí, mỗi người một miếng. Mỗi người một miếng, cầm trên tay luôn. Rồi đây rồi. Ui, bánh sinh nhật cắt ra nhưng mà không mất miếng bánh nào. Nhưng mà trên tay mình vẫn có bánh, ảo thật sự. Nhưng mà mình không ăn được các bạn ạ, mình chỉ cầm tượng trưng thôi ạ. Ôi trời, ảo thật ấy. Mình cho vào mồm ăn này, nhai nhấu nghiến luôn. Được. À, được rồi. Ăn hết cái bánh luôn rồi.
Có gì có trong gì chiếc bánh này? Chiếc bánh này? Oh my god, em ăn hết cái bánh rồi đấy. Ôi giời, có đường, có men và có bơ, chỉ có thế thôi à? À, lấy ra thêm một miếng nữa này. Nhưng tôi bị dị ứng với men, em bị dị ứng với men chứ bơ ơi. Thế bây giờ làm nào? Giời ơi, phải đi vệ sinh gấp rồi. Đi 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 đi. Ôi không, nhanh lên tìm một bộ dụng cụ gì á, em ơi, chạy đi. À, dụng cụ y tế. Dụng cụ y tế. Dụng cụ y tế. Không phải em sắp ngân ngây con cả tay ở đây đang rồi. Tìm bịch máu đi. Ở đâu ta? Chỗ này. Chỗ này có không ta? Lúc nãy là mình vào đây mình không thấy cái gì hết này. Trong bên cửa hàng chỗ thay quần áo không có em ơi. Đây có một bình này. Cầm chưa? Ok, chúng ta tìm được cái dụng cụ y tế rồi, em cần giải quyết ngay. Đấy, có mỗi chị em mình tìm được thôi. Mấy bạn kia gà thật đấy, mấy bạn kia không đi tìm. Mấy bạn kia không biết tìm ở đâu ấy. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đấy? Bạn ấy tìm này đang bảo gì ấy này? Đi ngủ chị ạ, đi ngủ. Đi ngủ thì mình phải lên phòng tầng 2, lúc nãy chị vừa khám phá tầng 2 xong. Đi đây, đi đây. Đi thôi. Ôi xời ơi. Ui. Không cần bạn này chỉ đường dẫn lối luôn, mình tự biết đi luôn. Nhà bạn này có nhìn nhà mình luôn rồi. Ảo thật đấy. Đây. Ui lắm giường thật sự luôn. Ui, em ngủ ảo Marazada làm em ngủ trên không luôn mà. Chị cũng thế này, ôi giời. Đây là nơi ngủ đêm nay, bây giờ nghỉ ngơi trong hòa bình. Sao nghỉ ngơi trong hòa bình? Mình có làm gì đâu mà nghỉ ngơi trong hòa bình nhỉ? Ảo thật đấy. Chắc chắn là có cái gì điểm gì đó rắc rối, em không thấy tin bạn này rồi đấy nha. Bạn này không tin tưởng cho lắm rồi đấy. Bây giờ là mình phải giữ nguyên vị trí em ạ, để xem có cái gì xảy ra không. Rồi. Ok. Chào buổi sáng luôn rồi. Một giấc ngủ thật là miên man. Ngủ đi xuống cầu thang để lấy bánh kép. Chúng ta lại được ăn bánh đấy chị ơi. Lại tiếp tục ăn bánh à? Ôi trời ơi, nhà bạn này giàu thực sự luôn. Yeah, tôi rất thích bánh kem. Bánh này đẹp luôn. Ăn đi. Ăn luôn. Ôi, đi chứ. Em thấy bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi đấy. Em thấy nghi ngờ cái bạn này rồi đấy. Lại ăn bánh kem mà em bị dị ứng. Bây ăn bánh kem này không biết em bị tiêu chảy cấp hơi không nữa. Sao đâu em ạ. Mọi người cũng ăn bình thường mà. Thử miếng cái nào. Rồi các bạn đã có thêm năng lượng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Ra ngoài à? Bạn đấy ra ngoài chị ạ, không phải mình. Ôi giời ơi, đang ăn bánh mà. Nhưng mà bây giờ mình ăn bánh lo rồi, bây giờ mình làm gì nữa? Hay buôn ơi mình. Tại sao còn có 3 người thế này? Mấy bạn kia đâu hết rồi? Hay là mấy bạn kia bị bắt rồi, bị quái vật lúc nãy ấy? Nhưng mà cứ lần này cái bạn này đi là mình sẽ có cái điểm gì đó nha. Ừ, ảo thật đấy. Hay là để em ra ngó cửa sổ ra mà. Không có gì. Không có gì đúng không? Thế thì thôi em ơi, vào đây ngồi xem phim đi. Bây giờ chị có thể sử dụng điều khiển tắt tivi ngay luôn. Bây giờ tôi đang chán, chúng ta nên làm gì? Còn con quái vật hôm qua thì sao? Chán à? Thế thì bây giờ mình xem phim đi. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Nó không an toàn ở đây, chúng tôi cần... Gần như đã chết từ hôm qua. Ui là sao? Ui. Các bạn tim mới quay trở về mắt đỏ lòm. Cầm thêm một con dao. Toàn súng. Hảo rồi, khéo bạn đấy là kẻ sát nhân đi em ạ. Ui, này thì tin những người bạn ở trên mạng bị lừa rồi. Đến lúc rồi, các bạn đã có một cuộc sống tốt đẹp. Chạy thôi, đừng ở đây nữa chị ơi. Tôi cần chạy gấp. Chạy nhanh lên. Buôn ơi, chạy đi đâu? Em không biết luôn. Bây giờ chúng ta lạc lối ở trong cái nhà này rồi. Nó teleport được ấy. Cái thằng team này là con quái vật. Ôi giời ơi, Thoại nào mà... mới quen có mấy hôm mà đã rủ mình đi gọi là đi ăn sinh nhật rồi, hỏng rồi. Em nói thật là bạn ấy cúi bắp, em chạy vòng vòng vèo vèo là bạn ấy gọi là lác mắt luôn. Rồi. Nhanh chóng đi đến cơ sở, chúng ta cần an toàn hơn ở đây. Em ơi, dưới này có một cái cửa này, em ơi chạy xuống đây nhanh lên. Đâu, chị cứ té đi, em sẽ té theo. Rồi, chui xuống đây rồi. Chạy tiếp đi chị ơi. Chạy à? Rồi đến đây là bị dừng rồi. Ui, nhà bạn này có một cái hầm luôn mà. Ui nhưng mà cái vết xanh xanh này là cái gì ấy? Mình dám vào việc gì không ta? Chất nhầy mà bạn đấy thải ra đấy, đừng tin. Hãy suy nghĩ về điều sau này chúng tôi cần ra từ đây. Lời này quá nguy hiểm. Wow, vị trí là mình bây giờ mình phải thoát ở cái đường này. Bây giờ không đi được cái này. Rồi, có vẻ ở phía đường ở phía trước rồi. Có một con đường ở phía trước rồi, đi thôi. Đi đâu, đi. Thế thì mình phải vừa đi vừa lé cái chất nhầy này ra, không là mình sẽ bị hẹo các bạn ạ. Uầy, cái gì đây? Mà cho lại có hai đường này. Có vẻ như một mê cung ở đây, chết rồi. Hãy tìm lối ra. Chị Bơ ơi, bây giờ em sẽ trái chị sẽ phải. Em sẽ phải mà. Nhờ em sẽ phải thôi hả? Ôi giời ơi, em không phân biệt phải trái phải rồi bu đấy. Tầm này em đang lú như con cú rồi. Chết rồi, rẽ phải là cột đường rồi em ơi. À, rẽ trái của chị là cột đường rồi. Thế chị sẽ phải đi, phải có đường này, nhanh lên, chỉ có 100 giây thôi, chị chạy thôi. Ôi trời ơi, chết rồi, liệu mình còn sống không các bạn ơi? Nhanh lên chị ơi, có đường thoát rồi. Đi, đây,
chị Tị. Thế em quay lại đón này, em quay lại đón. Đi, cái bạn kia tìm ra đường thoát rồi. Đâu rồi chị Bơ, đâu rồi? Như một đường vòng cung á các bạn ạ. Trời ơi, chị Bơ ơi, là chị Bơ. Đây, chị đây rồi. Một người đến là chúng ta cả đoàn đến luôn. Ồ không. Cái chiếc con lava đấy. Chết rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì đây? Em nghĩ chúng ta phải obby qua đấy rồi. Xem nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải vượt qua nó. Có một số khối khổng lồ mình còn chưa kịp đọc xong các bạn ạ. Đây, obby. Ôi obby thì phải thật sự cẩn thận các bạn ạ. Cẩn thận cái gì, cái trò trẻ con lít này em qua luôn rồi. Đây này. Ôi giời ơi, bây giờ. Vượt đoàn luôn lên đỉnh luôn. Nào giời ơi, chị Bơ củi bắp thế, ông bé động mình chị Bơ gần hẹo rồi, cẩn thận nhá. Bạn lượng máu của chị có tí thôi. Máu mình còn một tí. Ôi đi vào trong đây này. Ui. Mà không đi được vào trong các bạn ạ. Mình phải có mười mấy giây nữa thôi, mình phải thoát. Wow. Ôi giời ơi, cái thử thách này cho mình tận 30 giây, em vượt qua trong vòng có 5 giây. Ôi, chị vượt qua còn tận 17 giây nữa cơ, siêu chưa? Được của nó đấy. Chả siêu ở đâu, chị vừa là một con gà cùng tác cùng tác. Ơ, nhưng mà chị không thể nhìn thấy máu của chị đấy, nhưng mà chị nhìn thấy máu của mọi người. Em thấy máu của chị còn có phần 3 thôi à? Ôi giời. Rồi, chúng ta cần phải dọn xem. Có vẻ như có một khoảng trống ở phía trước, hay đi thôi. Hãy đi thôi, khoảng trống thì chúng ta cứ đi thôi. Để em nhờ máu em đi trước cho, cẩn thận nha, có bẫy nha. Ôi nhưng không nhìn thấy gì á, ơi trời ơi. Từ lava chúng ta đến với cái map băng giá luôn mà. Lạnh buốt con tim luôn các bạn ạ. Rồi. Đi, cứ đi thẳng phía trước thôi. Bây giờ không biết đường nào với đường nào rồi, mình cứ đâm thẳng xuyên thủng thôi. May quá là vẫn còn ba người đấy, còn một mình chị thì không biết ra cái lối này kiểu gì luôn ấy. Chúng ta có một cái lều này. Có ai hình như đang vừa cắm trại ở đây. Ôi có ai ở đây không, cứu tôi với, tôi bị một cái con rồ nó bị bắt. Cái gì đây, mình chỉ bảo cái gì đây này. Tôi muốn thoát ra khỏi đây, không có ai ở đây cả, nhưng có một số lều chúng ta có thể cắm trại được. Và đây, chúng ta phải làm lửa thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm gì có gì quẹt lửa được ta. Chúng ta cần phải dập lửa. Có rất nhiều cây ở đây, vì vậy chúng ta sẽ phải đi kiếm cái khúc gỗ. Em ơi, đi kiếm cái khúc gỗ. Em thấy khúc gỗ rồi. Đâu rồi? Thôi kiếm làm cái khúc gỗ. Chị thấy một cái khúc ở đây nữa rồi, bây giờ chị sẽ đi ra đây chị lấy. Wow, một cái rồi. Ôi xa. Ê, quá các bạn ạ. Xa quá, cố gắng tìm 5 cái là đủ để nhóm lửa rồi anh em ơi. Ôi ba cái rồi, còn 2 cái nữa. Ôi ở tận phía xa kia luôn kìa, chị Bơ lấy nó đi. Đây, một cái đây nữa. Đây giời ơi, quay lại chỗ bắt đầu luôn các bạn ạ. 4 cái. Ôi giời ơi. Yes, lửa lớn đang bùng lên. Ôi đi ra đây. Ôi bùng lên thật kìa em ơi. Wow. Ôi đi ra đây xem nào. Wow, trời đã tối rồi, tôi không ngờ trời lại tối nhanh như vậy. Chết rồi. Cái chỗ cắm trại đâu rồi? Cái trại của mình đâu rồi? Rõ ràng là bảo mình à, đây có nhóm lửa chạy rồi, mưa axit đấy chị Bơ ơi. Ôi chạy nhanh. Có thể thiêu dù chị đây. Cố lên nhanh lên. Ui, nhìn thì hẹo rồi. Chị Bơ tí hẹo anh em ạ. Trời ơi, chân ngắn còn bắt chạy rõ nhanh rõ xa các bạn ạ. Đây là mưa axit đấy, chị đừng ra ngoài nữa nha. Chị còn rồi. Một tẹo máu rồi. Chị còn không biết là chị còn bao nhiêu máu luôn các bạn ạ. Giờ nhìn cái gì kìa, có vẻ trời đã tạnh. Có vẻ trời đã tạnh rồi. Cái gì đây, bạn kia bảo gì ạ? 3.3.3. Chúng ta lên đi ngủ sớm. Ủa alo, đang chạy quái vật đi ngủ làm cái gì? Trời ơi, giờ này bạn ấy vẫn ngủ được à trời. Tôi nhớ đã nhìn thấy một vài quả táo ở đây, có lẽ chúng ta sẽ phải đi tìm chúng. Tìm táo em ơi. Kìa ở đây, có 3 quả táo này. Em thấy 2 quả rồi. Ui, có nhiều táo thực sự luôn, mình chỉ cần... Chị ở trong lều đi. Ok. Chị ở trong lều đi, máu, chấm máu rồi chạy ra làm gì nữa, ăn thôi. Ăn táo như hồi máu ấy, chị thử ăn xem nào. Ăn rồi. Được không? Đó, chị ra ngoài mới thấy được. Ăn rồi, ăn cái tí máu là tăng luôn. Ôi giời ơi, ăn cái táo rồi. Lừa rồi, ăn táo là hẹo luôn. Cái được luôn các bạn à, trời ơi, ăn táo là bị hẹo. Bây giờ mình tiếp tục. Đây là một cái kết của cái con game này à. Ôi giời ơi, chị Bơ ơi, thế là chúng mình trở thành những cái làng bạch tuyết và bảy chú lùn đâu không thấy, chỉ thấy bị hẹo thôi. Và từ giờ thì chị chưa luôn, chị không có quên ai trên mạng nữa hết vụ này. Chị sợ rồi, thật rồi. Ôi không. Ôi. Nhưng mà chị có thể làm phần 2 với cái con game này. Nếu mà anh em ủng hộ thì comment ngay phía bên dưới cho chị Bơ nha. Còn các bạn ơi, còn video của mình đến đây thì xin được phép kết thúc. Và nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy để lại cho Bơ xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xem quảng cáo nha. Và đặc biệt là các bạn có thử thách gì thì nhớ comment phía dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye. Bye bye.